Oh my god, look at this, mọi người. Trời ơi, Ngân đang đập hộp quà của nhà L'Occitane. Thì bây giờ đang quay clip thì nhận được thêm cái em này nữa. Trời ơi, của nhà Melissa. Melissa Kiss nha mọi người. Bên này á hả, thì là good skin and good mood. Yeah. Trời ơi, cái package quá là dễ thương luôn á. Ủa, chưa tới Giáng sinh luôn á nha mọi người. Chưa tới Giáng sinh nhưng mà nhận quà là liên tục. Trời ơi, có một cái note rất là dễ thương để Ngân cài. Dear của Ngân, oh, Melissa Kiss mong rằng những sản phẩm của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một cái trải nghiệm hoàn hảo với làn da và cơ thể mềm mại, mịn màng, trắng sáng. Trời ơi, dễ thương quá. Cùng với mùi hương nước hoa, à cái này nước hoa, bạn sẽ tự tin nói lên cá tính cũng như là tự do làm những điều mình muốn. Love Melissa Kiss. Trời quá xuất sắc, quá dễ thương. Màu của cái hộp package này rất là dễ thương nha mọi người. Đây, mọi người hãy coi nè. Trời ơi, giống kiểu như đây là hàng đá, đây là quà Giáng sinh nha. Trời ơi, màu gì quá dễ thương. Mà anh thấy giống kiểu như mấy brand của nước ngoài á mọi người. Oh my god, adore you. Cái này là whitening perfume lotion. Oh, cái này là vừa là lotion mà giống kiểu là lotion mà có mùi nước hoa mà cũng có làm trắng da nữa mọi người. Whitening, ok, để mình thử cái này trước đi. Đây, giờ bóc ra luôn. Trời ơi, còn bóng kén luôn á, nóng kén vô tình hôm nay đem make up. Thì Melissa Kiss gửi quà thì mình quay clip luôn chứ bây giờ làm sao. Trời, té thử ra tay. Trời ơi, nó thơm kinh khủng khiếp luôn. Lotion nha mà. Oh my god. Oh, mùi nước hoa mà Ngân thấy là wow, xoa một phát là nó mướt miệng ra da nè. Trời ơi, cái này là chỉ cần, Ngân nghĩ là chỉ cần mọi người chỉ cần xức cái lotion này sau khi tắm là đi ngủ mà ta nói chắc nó thơm dữ lắm luôn á. Ai mà hả kiểu không xức nước hoa thì có thể. Oh god. Trời ơi, chết đây. Quá dễ thương. Adore you, đúng rồi. Oh, tiếp còn nhiều quá mà. Ý á, là mình đập cái adore you đúng không? Còn bây giờ là gì? Call me maybe. Các bạn biết cái bài này không? Rất là hot luôn á. Baby call me, cũng whitening perfume lotion luôn nha. Và để mình test từ từ. Còn cái này á, nó là sweet poison. Oh, sweet poison là cái gì? Chất độc ngọt ngào á. Oh my god. Mọi người nhìn cái package này. Có ai thích brand màu sắc như mình không? Nội cái package nãy giờ, cái hộp với cái này thôi là Ngân đam mê rồi. Bây giờ mình sẽ thử hai cái mùi này coi. Bây giờ không biết chỗ thử nào luôn á. Nhưng mà thấy em này thơm quá à. Thử cái em Call Me Maybe bên này đi. Quá sức, quá trời. Nó thơm lắm mọi người ơi. Nó thơm kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà Ngân nghĩ là do tùy cái khẩu vị mùi hương của mọi người, tự nhiên khẩu vị. Nói chung là tùy vô cái thính giác, cái mùi hương yêu thích của mọi người nó khác nhau thì mọi người sẽ thích cái những cái mùi nó khác nhau. Nhưng mà cái nào cũng thơm á nhưng mà khó lựa quá à. Thiệt sự luôn, cái nào cũng thơm mà cũng kiểu cái sở thích của Ngân luôn á. Oh god. Trời ơi, bây giờ phải xức ở đâu để mà mình dễ ngửi đây. Có hai cái tay mà ba cái chai là không biết là phải làm như nào luôn á. Tiếp theo là sweet poison hả? Sweet poison mình xức lên trên đây xong mình chết không được không? Ở đây cũng có cái chết ngọt ngào á, đúng không mọi người? Mình sẽ thử cái sweet poison này ở trên tay này đi. Nó thơm mà cái này á, nó ngọt lim luôn nha. Ai mà thích ngọt lim thì sẽ có cái sweet poison này. Là tức là ngọt quá luôn á, mật ngọt chết được. Mật ngọt chết gì? Chết rồi. À đúng rồi, mật ngọt tự nhiên chết đường, khùng ghê luôn á trời. Nói riết cũng không biết mình đang nói cái gì đúng không mọi người. Nó ngọt lắm nhưng mà đúng là mật ngọt chết rồi thiệt. Mọi người mà hả, chị em nào mà thích kiểu hả ấy á, xức lên một cái chồng mê đắm đuối nha, bạn trai mê đắm đuối nha, xức lên. Nó ngọt lắm, bồ sẽ hả hít hoài luôn. Nhưng mà Ngân thì Ngân không có thích ngọt lắm. Nhưng mà nó thơm lắm, thiệt sự nó thơm, nó thơm, nó không phải là ngọt gắt đâu mọi người, nó ngọt liếm. Đó mà thơm thiệt. Ví dụ như ba mùi thì Ngân sẽ thích cái mùi đầu tiên nhất. Mùi đầu tiên sẽ là Adore You nhiều nhất. Cái mùi này kiểu như đi đâu cũng đa xài được với mọi người. Kiểu như sức xong đi học cũng được, đi làm cũng được, đi đâu cũng được nha. Cái mùi ngọt và thơm vừa phải, tức là thích lắm, cũng thơm lắm mọi người. Nó là perfume luôn mà lotion nó rất là thích. Còn cái Call Me Baby á, là kiểu ngọt hơn, ngọt ở mức trung bình á. Cái kia là hả cái
Adore You là ít ngọt nhất, xong rồi tới cái này là ngọt hơi hơi, đó là Call Me Maybe đó. Còn cái này á là Sweet Poison, poison là chất độc rồi mọi người, quất vô là chết, cho nên là anh nào á là ngửi vô là chết liền nha, chết đứ đừ luôn nha mọi người, đó là ngọt đắm đuối đó. Cho nên là hả, đây là ba cấp độ ngọt, ngọt này là ngọt nhất nè, nhất nhất, xong đến cái này giữa, xong đến này ít ngọt nhất đó. Nhưng mà nó lại thích cái từ cưa dưới, thích lên, thích từ đây nhất đó. Bây giờ còn, trời ơi còn nhưng mà còn chưa hết mọi người, trời ơi, được tặng nước hoa nữa mà, kiểu nước hoa kiểu giống như Easy hồi xưa mọi người, hôm bữa Ngân mới review một cái nước hoa giá học sinh sinh viên á, thì bây giờ hả Ngân chưa có thử để bây giờ bóp ra, nhưng mà nó đi theo một cái combo luôn, kiểu đây cũng là Adore You nè, đây là Call Me Maybe, là tức là hả những cái mà lotion mà các bạn sức á thì các bạn có thể xịt thêm một cái xịt body này nữa, giống kiểu như body mist hay đúng rồi, perfume body mist nè mọi người đó. Rồi đây cũng là Sweet Poison, để khu rang mà Ngân nghĩ là nó cũng sẽ thơm giống vậy á. Thì đây, học sinh sinh viên mà ai cần giá rẻ hay cái gì đó thì Ngân nghĩ cái này chắc cũng không rẻ lắm đâu ha, nhưng mà thơm quá à. Nếu mà giá thì nó sẽ trung bình, Ngân để lên đây luôn đi. Đẹp quá mà thơm đó mọi người, cho nên là mình sẽ bóp ra cho mọi người. Vẫn là mùi Ngân thích nhất, để coi Adore You thì cái chai body mist này nó sẽ như thế nào nha. Em thấy là đấy xịt lên mặt đủ như là xịt khoái. Ê. Mới xịt lên mà hủi vô nó chua chua. Nhưng mà bây giờ thì quá thơm. Oh my god, oh my god. Thơm quá, xịt đó. Oh, damn. Thơm quá. Chắc như mọi người ngửi được cái mùi thơm, bây giờ để anh lấy thêm cái chai này nữa rồi. Quá trời quá đất luôn, Call Me Maybe nha. Trước khi test cái em này anh sẽ number, so call me maybe. Dễ thương quá à, tại sao có một cái em với tên dễ thương như vậy ta. Rồi, để bây giờ trời ơi, nó không biết, không có còn cái chỗ nào để mà xịt, để mà té luôn á. Đó, đang tả mùi hương cho mọi người nè, giống kiểu như trừ tà vậy. Trời ơi, sao quá. Ây, mọi người nên nha, mua. Yes, xin nói. Con cảm thấy nó amazing luôn, amazing. Nội sức cái body lotion thôi mà đã quá sát trời thơm, là con quá sát trời thích rồi. Thêm cái này nữa, trời ơi. Ê, dù mà sức đi ngủ thì đi ra ngoài đường sương sương thôi nha, sương sương mà sức mấy cái em là tôi chết. Kệ em cuối, Sweet Poison. Trời ơi, chất độc ngọt ngào. Ê, người ngon hết chỗ té cho mọi người luôn rồi. Bây giờ ví dụ mày xịt được lên mặt, Ngân cũng sẽ xịt luôn nha. Nhưng mà đây, còn cái khúc này là mình nãy giờ mình chưa test. Mình sẽ eo. Ê, đúng là cái này nó rất là ngọt luôn nha mọi người, rất ngọt nha. Ai mà thích rất ngọt thì cái em này Ngân vote nha. Tại vì nó ngọt mà nó không phải kiểu ngọt ngọt quá ghê hay cái gì, nó ngọt gắt hay gì. Nhưng mà cái nó ngọt đậm á mọi người, giống kiểu như mọi người hay uống trà sữa là một cái này 120 đường hoặc 150 đường, nó đó, nó ngọt kiểu vậy á. Chứ chưa tới 200 đường đâu, chưa đến nỗi mà đi ngang qua người ta té ngửa đâu mọi người. Nhưng mà nó rất là thơm. Còn ai thích những cái hả thơm vừa phải thì các bạn hãy chọn hai cái kia. Còn ai thích Call Me Maybe đó, anh gọi cho em đi á, thì hãy xài cái đó. Wow. Holy shit. Oh my god. Đây, anh sẽ cho các bạn coi. Đây là hả Call Me Maybe. Đây, đây là combo của nó luôn nha. Đây là Adore You. Đây, mà đáng lẽ là mình xếp cái này đó đi qua. Adore You là coi như là nhạt nhất, xong tới Call Me Maybe, và tiếp theo là hả Sweet Poison đó. Nguyên một cái em combo của nó là vậy luôn á. Con nghĩ là thôi, mọi người mua hết ba chai đi. Trời ơi. Ê, ví dụ mà bây giờ Ngân coi cái clip Ngân review xong Ngân cũng mua hết ba chai nha. Thứ nhất là được cái package quá là đẹp, quá là xịn sò. Xong rồi ba cái em này nó cũng thơm mọi người, nó thơm kiểu mỗi em một tính cách luôn á. Cho nên là mọi người sẽ đi nhiều nơi mà đúng không, đi chợ cũng phải thơm, ra xịt nước mũi cho mấy bà bán ngoài chợ người chơi nữa. Đi siêu thị cũng phải thơm, đi học cũng phải thơm, đi văn phòng cũng phải thơm, đi đâu cũng phải thơm, đi tắm đi ghê cũng phải thơm. À, đó, thơm lắm, thơm thiệt sự. Nhưng mà Ngân nghĩ là giá rẻ mà chất lượng quá. Lời cuối cùng là Ngân muốn gửi lời cảm ơn rất là
chân thành tới Melissa Kiss cho ngân một cái món quà, một cái gift, trời ơi siêu bự. Tao nói là chưa tới Giáng sinh nhưng mà là quà là về ngập nhà. Nhưng các em này là trời ơi, cái package thích quá à, đúng kiểu màu sắc mà ngân thích luôn á, Melissa Kiss. Trời ơi, xong rồi good day good mood, đúng là good day good mood thiệt nha mọi người. Xịt các em này lên thơm quá, thôi là kiểu thấy good mood cho nguyên một ngày rồi. Ôi dễ thương quá à. Chắc mình phải xài mấy các em này xinh quá hả. Thank you Melissa Kiss. Và ok, hẹn mọi người ở clip đọc hộp tiếp theo. Sorry là những cái clip dạo gần đây của Ngân nó hơi kém dỗ, nhưng mà mọi người hãy ráng chịu đựng nha. Ngân nên review cho các em, tại là mấy cái sản phẩm rất là thơm. Trời chắc em này Ngân ôm ngủ luôn, ôm ngủ luôn, không cho ai, không xài luôn. Thơm quá.